Slada và Gyrocopter dành cho bên phía team Vitus Pro. Seconds remaining. Reserve time. Vâng, vậy đó là có thể lại lựa chọn ăn đánh được. Hoặc là bây giờ pick hero đi mid luôn, vâng, lựa chọn đó là Dazzle. Có thể đây là hai con support, cũng có thể là một offlane và support rồi. Bad dudes banning someone now. Radiant team ban. Dire team pick. Disruptor dành cho bên phía team VP. Lại là line up giống như game trước rồi. Với Disruptor và Gyrocopter. Seconds remaining. Reserve time. Radiant team pick. Ember Spirit được cầm bởi Burning. Vậy là Super sẽ đánh một hero có khả năng kéo game rồi. Và hy vọng rằng đó là Magnus. Tôi thích Magnus, cặp Magnus Ember rất là thích. 5 seconds remaining. Reserve time. Nào, VC Gaming hay là Vitus Pro? Ở đây thì Vitus Pro sẽ pick cho mình hero lượt thứ tư. Còn tôi thì phải pha cốc cà phê nhẹ nhẹ uống. Thực ra uống cà phê càng buồn ngủ hơn. Căn bản là tiên sư con Linh Ngọc Đàm hôm nay rõ ràng là nó làm đến 11 giờ sau tôi online. Thế nhưng mà chả hiểu sao nó lại đi về từ 9 giờ. Thế là cái lòng yêu nghề của tôi nó lại trỗi dậy. Và thế là tôi lại không đi ngủ, lại ngồi suốt từ 9 giờ đến giờ. Thực sự rất là mệt. Vâng, Lina dành cho VP, vị trí đi mid rồi. Five seconds remaining.
Reserve time. The green team's banning someone now. Vâng, thực ra thì vâng, rất cảm ơn là có thanh niên đã nhớ về việc mình bảo là cutter thì không được uống cà phê vì nó rất là hại họng. Nó có là một loại hạt hút rất nhiều nước và khiến cho họng rất dễ bị viêm họng. Nhưng mà tầm này thì giờ summit đánh giờ dở hơi quá, thế nên là phải chấp nhận thôi. Rất là ok, không sao đâu. Vâng, Templar Assassin, vị trí Dimit dành VC Gaming, một đối trọng tốt để đối đầu với Lina. Tuy nhiên thì theo tôi vẫn là cửa dưới với Lina thôi. Ban đi Bara, còn VC Gaming họ sẽ ban vào một hero support nữa. Và bên thì mất rồi, Disruptor thì nó pick rồi. Vâng, ES, có lẽ là việc ban đi ES sẽ là một lựa chọn rất hay. Khi mà ở đây Ember Spirit không phải là một con hero nếu mà bị disable trên 3 giây chắc là đi luôn. Những con support khả năng disable mạnh sẽ là lựa chọn của VP. Và VC sẽ phải tính. Radiant team pick. Và quyết định là nghĩ là Lina support và ban đi Viper. Tôi thì vẫn nghĩ là Lina sẽ đi mid. Tuy rằng thì Lina vừa đi mid cũng chẳng khỏe lắm, bình thường. Còn ngoài có một bạn hỏi sao Lina đi mid lại TA thì cứ spam đẩy phượng và tăng 1 điểm skill 3, khẳng định là đấm bay cái Reflection luôn. Reserve time. Dire team pick. Razor, vâng, vậy là pick Razor đi mid và đó là để cho Lina ở vị trí support. Vâng, nhìn thấy con Razor này có vẻ giống 2-0 rồi, đây là một hero mà đi mid rất là khỏe. Vâng, chẳng hiểu sao giữa tháng 12 rồi mà tôi vẫn đang bật điều hòa. Người tôi vừa rất là nóng. Hôm nay đi 30 cây ngoài đường cũng bụi, quên không đeo khẩu trang, về hơi ôm ôm. Beastmaster dành cho bên phía team VC Gaming. Và welcome back to ISI. Đây là một hero mà chúng ta rất lâu rồi mới nhìn thấy, mặc dù là ở Major hay sau Major xuất hiện rất nhiều, nhưng mà tự dưng cái giờ Summit này Beastmaster biến mất. Và vâng, here I come. Sẽ là một game đấu rất hay ở đây rồi. Thế nhưng mà việc pick Beastmaster này có phải là một cái lựa chọn nó hơi có phần tham lam không? Nhưng mà bên phía VC họ đang có cái bộ skill cut rank khá là gần. Templar thì cũng cần phải có Blink. Vâng, Dazzle thì không có cái gì follow up cùng cả Beastmaster rồi. Beastmaster sẽ là một hero hoạt động độc lập và có lẽ cái sự hỗ trợ tới từ Tosca là nhiều thôi. Hy vọng rằng sẽ không bị fail. Vâng, chúng ta sẽ đến với game đấu mà FNG ngay lập tức là TP ra để cắm quát. Vâng, have fun tới từ cả hai bên. Khi mà tôi chỉ muốn nói là fuck off.
30 seconds. Vâng, hôm nay thì Mỹ Bướm sẽ cắt trận chung kết Not Me. Is a great conductor. Xin lỗi các bạn, vừa có chút vấn đề với mic thì Beastmaster vừa lên bảng, đó là mạng dành cho Disruptor, và Disruptor thì cũng nằm lại với một cái mạng từ Tosca rồi. Họ đổi mạng cho nhau khi Tosca lần này đánh vị trí support. Super đang rất là nhồng đây, cố gắng đấm vào bên phía của God, mà God có vẻ như chuẩn bị có hút đam rồi, chưa có có send back lại hay không đây, có thể là vụt chết được Super trong tình huống này. Vâng, hút đam mà thôi, đuổi vào hai vụt và quyết định là không đai trụ rồi. Templar Assassin vẫn đang cố gắng farm ở mid, nhưng mà cứ hút đam như thế này thì đỡ kiểu gì đây. Templar mặc dù đã bật cho mình Reflection lên nhưng mà đam chỉ còn là 60 thôi. Ở đây thì Fenrir tự bút máu cho mình, nhưng lấy đâu ra bút bất tử để có thể cứu anh trong tình huống này. Burning cũng đã phải chạy đi, đối phương dọa với tình huống stun vào tới từ DK Phobos. Radiant's top tower is under attack. Beastmaster cũng lên bảng luôn rồi. Ở trên này thì Burning cũng farm khá là ổn, mặc dù là không ổn lắm nhưng mà thôi thì cũng được. Nhưng mà đội hình của VP là một đội hình controlland rất là khỏe, không thể tránh được cái việc mà đối phương controlland tốt như thế này. 3-1 cho bên phía team VP rồi. Vâng, một búp máu lên, Slada lên bảng, đó là một cái combo rất là cơ bản thôi. Khi mà lượng giáp cũng như là việc con Slada bật tốc chạy lên, nó sẽ bị nhận thêm đam. Vâng, stun vào để bảo vệ cho mình rune dành cho Razor. Lên khó dành hai sai rồi. Ô
hút đam vào mà để làm gì đâu. Không thể giết nổi Super mình uống này. Super uống bình lên nhưng mà tiếp tục là khó farm khi mà đi với cả Razor mà đánh con Templar này mà đỡ kiểu gì đây. Một pick rất là quái. Đẩy Phượng ra để gây khó chịu vào nhưng mà Fenrir đang lùi lại một chút. Ở lên mid thì bây giờ quay lại Templar họ diễn ngược vào Disruptor. Ở đấy God bị trụ bắn một con lên bảng trước. Một cái tình huống mà VP Die trụ lỗi rồi. Họ để cho bằng từ từ đã đang rồi vừa chết trên top. Nhưng mà nếu để cho con Templar tự dưng có hai cái mạng acid rất là quan trọng này thì sẽ không vui một tí nào cả. Cái Templar có lượng level là tốt hơn là do Did you want that? Vâng, một cái tình huống lỗi mà bây giờ Razor sẽ phải cẩn thận hơn một chút. Đang từ thế thượng phong bây giờ thành thế hạ phong rồi. Tự dưng để cho con Templar có được hai cái acid và bây giờ nó có thể control land khá là tốt được. Đang là sử dụng lợn để stack dành cho thanh niên Templar Assassin farm bù. Item tiếp theo khả năng cao sẽ là một cái Deso. Và lượng giáp tới từ VP khá lớn. Lên Deso xiên chết bất cứ hero nào cũng là ok. Mọi người bắn nhau một con lợn và FNG đã giết được con lợn của ai sai sai rồi. Hoặc có thể là Bismarter gọi mình con lợn mới. Máy bay đang farm đầu bảng, Ember đang rất là cố gắng cầm cho mình theo đó là một bình. Một cái stick nhỏ có lẽ là sẽ lên cho mình thêm cái bình Aquila nữa. Để cố gắng đấm vào gót 2-3 hit để cho gót thấp máu xuống. Tí nữa nó còn lỡ thì nó cũng sẽ không đai trụ. Templar Assassin vẫn đang cố gắng cân bằng lượng farm ở đây. Disruptor thì có một bãi stack rất là lớn. Nhưng bây giờ là kéo creep trượt rồi. Bị hút đam luôn. Tuska lao ra. Vâng, đó là một tình huống block trượt rồi. Tuska lên bảng tình huống này. Đó là một cái bẫy. Bẫy trong bẫy luôn. Bẫy đối phương. Giả vờ mình ngu để đối phương lao ra. Sau đó là đằng sau có tới 4-3 thành viên nổ trap ra gây slow. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Vâng, né được stun rồi, bây giờ chạy thôi đơn giản. Nhưng mà đối phương có sandbag hay không đây? Không có sandbag rồi. À không, bây giờ mới sandbag một cú stun nhưng mà stun. Bye bye FY rồi lại là 4 người ở mid. Ember đang được free farm và Tuska đang lên bảng 2 mạng rồi. Templar có lẽ là bây giờ với giày phay sẽ đi chuyển đi farm stack thôi. Trên Ember vua mới cút trụ nhưng mà Lina sẽ lên sớm rồi. Khoảng là nửa máu trụ thôi, không nhiều lắm. Ismater ở dưới có lẽ là sau khi giày để hướng tới. Vâng, đó sẽ là một cái quyển book. Lựa chọn item căn bản thôi. Bay về.
Dire's bottom tower is under attack. Dưới này thì máy bay cũng đang cố gắng để push trụ. Dazzle thì có lẽ là lên sẽ lên cho mình cái medallion hỗ trợ tốt cho Beastmaster và Ember cũng như là Templar. Templar ở đây thì lên một cái ring Aquila ra lấy rune rồi. Vâng, bắn slow vào đầu và ngay lập tức là Disruptor lấy cho mình, đó là Green Bounty. Radiant's top tower is under attack. Green dude's tower got owned, son. Một game đấu lúc này thì Network đang khoảng tầm 500 cho VP. Mà trông có vẻ như là về late game thì bên phía VP họ vẫn cứ khỏe hơn. Bên phía team VC chỉ là ganh lẻ khỏe thôi. VP combat sẽ rất là mạnh. Tosca, Dazzle, Beastmaster, Templar tất cả chỉ phục vụ đích là ganh lẻ. Cố gắng để tạo khoảng trống rất nhiều. Burning farm thật nhanh với Ember Spirit. Họ đã lấy trụ trên top rồi. Và một setback lại nhưng lại một lăn né ra đấm lên và cố gắng để block đường đây cả phố bốp. Tạm thời mất khá nhiều máu trong Silent di chuyển vào thì cũng bất tử lên và tình huống Silent vào cũng chả để làm gì cả. Nhưng lúc này thì Ember Spirit đang có mình có Runduodam không đuổi theo kịp rồi. Runduodam rất đúng thời điểm thế nhưng mà lại không có thể di chuyển lên kịp được. Burning mất khá nhiều máu ở đây và Burning sẽ phải lùi về uống bình cho mình. Templar đang farm bãi stack rồi, có 1000 tiền, không biết là item lựa chọn sẽ là gì đây. Silent cũng đang tiến vào. Sẽ là một cái turn đánh nhau khá to ở đây, bãi stack này rất là lớn để có thể bất cứ bên nào bỏ qua. Vâng, bật flag cannon lên rồi, họ nhất định là vào. Burning đã bị track và Burning không còn run đua đam. Hai bên vẫn đang là giành nhau nhưng vòng sau tới từ ai sai sai. Combat họ bên phía VC họ không mạnh vào. Họ vẫn chưa dám chủ động đánh một block đường vào. Chém chói và bị hút đa, bị Lagunda Burning bay đi được rồi, tạm thời là ok. Mất cái Lagunda ulti vào tới từ phía của ai sai sai. Burning bị setback lại, Burning một lần nữa bay đi với một máu duy nhất ở đây lăn thẳng vào. Stun được một người, có lẽ là FY sẽ nằm xuống. Vẫn bút bất tử được cho FY hay không đây. Ulti lên tới máy bay. Super vẫn đang cố gắng nhưng mà Dazzle không thể bút bất tử cho anh rồi. FY cũng lên bảng. Bốn thành viên của bên phía team VG Gaming nằm lại vì việc cố gắng bảo vệ cái stack này. Nhưng nó sẽ là bãi stack dành cho bên phía team VP nữa rồi. 346 gold, rất nhiều tiền cho VP trong tình huống combat vừa rồi. Vâng, spam skill. You were all happy. I liked you. Ba nghìn tiền dẫn sau một tuần combat duy nhất thôi. Your green dudes, something bad is happening in your bottom. Got it. Ember cầm 1700 tiền, có lẽ đang định lên dưới bay phải.
Templa vẫn đang cố gắng lên và để show cho mình. Họ nhận thấy là bên phía VC không đủ đam rồi. Như tôi đã nói thì sau cái Beastmaster Ulti chẳng có một cái follow up nào tới từ bên phía team VC cả. Họ pick con Beastmaster này hơi dị rồi. FNG ở đây sẽ là mục tiêu. Chắc chắn sẽ là chết rồi, mạng dành cho Beastmaster. Rất phù hợp thời điểm anh ta cần vườn búc. Yo green dudes, something bad is happening in your bottom. Stun suýt thì được tới từ DK Phobos. Yo green dudes, Dũng đang cố gắng đẩy bot Ember cũng dưới này rồi, nhưng ngay lập tức là có một cái TP ra bật lửa lên, ngay lập tức đối phương phải lùi về luôn. Ở trong này thì vẫn có một người nữa, cũng đã là cancel TP luôn rồi. Họ sẽ lấy được trụ bot tới từ bên phía team VC Gaming. Bad dude's top tower gonna fall over soon. Dire structures are fortified. Yo green dudes, something bad is happening in your bottom. Dire's top tower is under attack. Sẽ là trụ trên top. Khi mà bây giờ Slada cũng sẵn sàng back up và chắc chắn là đổi trụ rồi. Dire's top tower has fallen. Yo green dudes, something bad is happening in your bottom. Dire's middle tower. Vâng, bay vào ngay tức là em bơ giật mình bay đi luôn. Nếu đây có xem bách Beastmaster lại chắc chắn là sẽ sai sẽ chết rồi. Razor đang lên cho mình kiếm chéo rồi. Máy bay thì đó là Yasa cộng với Helm Dominator và 2500 tiền. Silent vẫn đang chơi con máy bay thì quá hay. Razor đã xong một cái kiếm chéo. Templar thì vâng, Deso còn cách anh đó là khoảng tầm 300 tiền, 200 nữa thôi. Mà Deso xong mà không sống được trong combat thì cũng rất là khó khăn. Ember sau khi lên cho mình cái giày bay sẽ hướng tới Battle Fury. Book 1 dành cho Beastmaster. Radiant's middle tower is under attack. That bottom tower you bad dudes had was crap anyway, don't swear. Vâng, một tình huống spam khá tốt nhưng mà đối phương thôi xong rồi, sandbag là FY sẽ lăn vào né skill. Vâng, lăn vào mà chạy đi đâu đây, FY lên bảng cố gắng chém và điều rất nhiều đam ở đây, lưu chưa chết. FNG cũng như là vâng super thì bị một cái tình huống stun ở đây, super có run hết sẽ đấm vào phía FNG nhưng mà bây giờ super bị stun chính xác và super cũng đi luôn. Đổi như vậy là đổi lỗ rồi. Đây Burning phải bay đi, cái máu quá thấp. Và đó tình huống đề cả phố bom trời suýt nữa thì hay. Dire's bottom tower is under attack.
Radiant's top tower is under attack. Permit pause, please. I'm terrified beyond the capacity for rational thought. Dire's bottom tower is under attack. Tiếp tục là một trụ nữa dành cho phía team VP. Có vẻ như là 2-0 incoming rồi. Tiếp tục là ở đây, Super cũng là người nằm lại. Templa chết nhanh như vậy thì đánh kiểu gì bây giờ? Đây FY cũng chết. Bên phía team VC họ đang chủ động lao đối phương, mặc dù đối phương rõ ràng là khỏe hơn mình rất là nhiều lần. Triple kill dành cho Silent. Burning thì bị send back lại. Burning bật lửa lên mà ăn cái stun là bye bye Burning rồi, bay đi. Vâng, mà Roshan nó cũng yêu Burning quá cơ. Ôi Gogola. Middle tower, everyone, go now! Dire's middle tower is vâng, VP sẽ vào chung kết đối mặt với EG. Rotro, bad dudes, Rotro, Middly Widdly gone all diddly. Bad dude's top tower gonna fall over soon. Too easy for Nga. Putin Doto, Vet Doto rồi. Doing some great work, forget about it. Hóng đại chiến Nga Mỹ. Bad dude's top is all nasty and broken. Yo green dudes, something bad is happening. In your bottom, Dire's top tower is under attack. Bye bye, Super. Yo green dudes, something bad is happening. In your bottom. Còn lại một set back ra ngoài, ai sai sai. Đánh thế này thì bơ đỡ được gì nhỉ? Đừng bảo tôi trận bán kết kéo dài 51 tiếng 2 game nhá. Vẫn ăn cái stun đội mũ bất tử lên mà chạy hộ cái. Vâng, thế là TP được, Slada không may mắn cho lắm. Bad dudes, middle tower, everyone, go, now! Green dudes, top thing. Book 2 dành cho Beastmaster. Structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. GG, VC lại một lần nữa ban pick lỗi rồi. VP bàn pick quá tốt, FNG nó tiếc chưa nào vì xuống bắn tao á, chấp thêm hai cái đề xô nữa. Silent bây giờ nó là hero quá khỏe rồi. Hey,
Sen back ra ngoài xong bơ chết luôn. Ai sai sai được bu bất tử vào đang cố gắng để ulti ra ra. Nhưng Slada lại muốn stun đôi. Ôi ôi, chồng super kìa đùa. Rồi. Rep game. GG tới từ phía của VC Gaming. Vậy sẽ là 2-0. Well play. Too easy for VP.